Thám tử Kỳ Phát là bộ truyện đã làm nên danh tiếng của vua truyện trinh thám Việt Nam, nhà văn Phạm Cao Cùng. Sáng ngày 25 tháng 11, công ty sách Phúc Minh đã ra mắt độc giả bộ sách này tại Hà Nội. Bộ sách Thám tử Kỳ Phát gồm 5 cuốn, được nhà văn Phạm Cao Cùng viết trong khoảng 6 năm, từ năm 1936 đến năm 1942, gồm Đám cưới Kỳ Phát, Nhà sư Thọt, Trước tất nhuộm bùn, Vết tay trên trần và Kỳ Phát giết người. Chuỗi những câu chuyện này kể về chuyến phiêu lưu phá án của thám tử Kỳ Phát thông minh, suy luận tài tình. Nhà văn Phạm Cao Cùng sinh năm 1913, mất năm 2012. Trong suốt cuộc đời cầm bút, ông đã viết hơn 200 cuốn sách. Nhưng lưu tên tuổi của ông vào văn chương Việt Nam chính là truyện trinh thám.